theo. Thưa sư, cho con hỏi, con muốn đi tu theo Phật giáo Nam Tông, nhưng con đang bị thị phi. Nếu vào chùa, có thể dân chúng sẽ phỉ báng cả chùa, ảnh hưởng tới danh tính của chùa. Con có được nhận vào chùa không? À, xin thưa là nó còn thị phi cái gì? Nha, xin lấy ví dụ đi, quý vị đang thị phi cái kiểu là đang bị người ta truy nã, truy tố cái tội lừa đảo thì nó khác à. Hay là thị phi cái kiểu nó đánh ghen thì nó là chuyện khác. Cho nên đôi khi nó còn tùy vào cái chuyện gì và cái vị, coi như cái vị ở đó đó, là mới xem xét coi là có thể nhận hay là không. Cho nên là cái này chưa có câu trả lời chính xác được ha. À, rồi sư qua câu hỏi tiếp theo. À.